cường độ từ trường H, sự tập trung năng lượng từ là yếu tố rất quan trọng của tác dụng từ trường. Tác dụng từ trường càng lớn khi thế tự động càng lớn và chiều dài của cuộn cảm càng ngắn, chiều dài của cuộn cảm sẽ tương đương với chiều dài trung bình của đường sức. Cường độ từ trường H được tính theo công thức sau. Cường độ từ trường còn biểu thị thành phần của thế tự động trên một đoạn dài của đường sức. Với những cuộn cảm dài hình trụ không có lõi sắt, ví dụ như cuộn cảm lõi không khí, ta được phép xem chiều dài đường sức bằng chiều dài cuộn cảm dưới góc độ của sự phân bố năng lượng từ, do cường độ từ trường bên ngoài cuộn cảm được xem là không đáng kể. Mật độ từ thông B. Một nam châm có tác dụng lực càng lớn nếu mật độ đường sức từ càng lớn, nghĩa là nếu từ thông lớn hơn và diện tích mà từ thông đi qua nhỏ hơn. Tỷ lệ của từ thông và diện tích A được gọi là mật độ từ thông B, có đơn vị là Tesla, ký hiệu là T. Người ta đo mật độ từ thông bằng cảm biến Hall. Các nam châm vĩnh cửu có mật độ từ thông từ 0,5 đến 11 có thể đạt lực dứt đến 1.000 N. Lực chịu dứt là lực mà ta cần phải có để vượt qua lực hút của nam châm. Từ trường của quả đất có từ thông khoảng 40 microT. Để bảo vệ chống lại những tác hại đến môi trường, nước Đức có quy định các thiết bị điện công cộng có tần số 50 MHz không được phát ra điện từ trường vượt quá ngưỡng 100 microT. Như vậy, đặc biệt, các thiết bị điện dùng trong nhà sẽ không được phép vượt quá ngưỡng trong bảng sau.